Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh mua bán ô tô của Huy Trung. Bên em chuyên mua bán cho loại các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em vừa về cho anh em một mẫu xe 7 chỗ nha anh em. Con này là con Kia Carren được sản xuất năm 2009, đăng ký 2010 nha anh em. Xe thì biển Quảng Bình, rất là đẹp. Đó, sơn xi bên ngoài rất là đẹp nha anh em. Đèn đuốc ngọc rất là sáng này, đèn là đèn bi rồi nha anh em. Xe thì bên em cam kết cho anh em là không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Không đâm đụng, không ngập nước gì hết, anh em yên tâm. Xe này là gốc Sài Gòn nha anh em, gốc thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, vừa ra biển Quảng Bình có vài năm nay thôi. Đấy. Sơn xi bên ngoài thì hiện tại rất là đẹp rồi, anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Đã được dán phim cách nhiệt rồi này, lên màn hình Android, camera lùi rồi, đầy đủ hết nha anh em. Con này thì động cơ dung tích nó chỉ có 1.6 thôi, 1.6 rất là lợi xăng nha anh em, chạy cũng rất là mướt á. Chạy cũng rất là bốc á, không đến nỗi mà yếu nha anh em, 1.6. Đấy, dòng Carren này là 1.6 là lợi xăng nhất của phân khúc 7 chỗ rồi nha. Phân khúc của nó là lợi xăng nhất rồi. Đấy. Phần đèn đuốc sau vẫn còn rất là đẹp này, anh em thấy không? Đèn đuốc sáng nha. Sơn xi bên ngoài rất là bóng bẩy rồi, em vừa cho nhân viên đánh bóng lại rất là đẹp rồi nha anh em. Đấy, anh em có thể thấy này. Sơn xi rất là bóng và rất là đều xe nha. Đấy. Con này thì hôm nay bên em bán giá rất là hợp lý thôi, 202 triệu nha anh em, rất là hợp lý luôn. 202 triệu bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. Kia Carren được sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu năm 2010 lăn bánh nha. Đó, rất là đẹp, được dán phim cách nhiệt rồi, lên màn hình Android rồi, đầy đủ hết nha anh em, anh em thấy không? Xe thì nói chung là đều xe, sạch sẽ, xe gia đình đang sử dụng nha anh em. Đó, xe gia đình nha, khám tháng 7 năm 2022. Anh em nhìn sơn xe bên ngoài rất là đẹp rồi. Vừa đánh bóng là sơn xi rất là ok, anh em mình mua về là đi thôi, không phải làm cứ một thứ gì thêm nữa nha anh em. Đó, phần cụm đèn trước cũng rất là đều này, đèn rất là đều. Đó, không có hiện tượng ố vàng nha anh em. Trong thì có đèn bi rồi, 2009 mà rồi có đèn bi rồi. Đấy, biển Quảng Bình nhưng mà gốc là thành phố Hồ Chí Minh nha, gốc thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở thành phố hoặc là Hà Nội á, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thành phố Hà Nội mua về thì sẽ không tốn 20 triệu tiền phí biển ra tên nha anh em. Đấy, chỉ tốn như các phí biển bình thường, đóng thế các bạn bình thường thôi, chứ không phải tốn 20 triệu tiền biển thành phố nha. Đấy, xe Carren này thì đi rất là đầm rồi. Dòng này Kia của Hàn Quốc đi rất là đầm chắc nha anh em. 1.6 rất là lợi xăng. Con này chỉ khoảng tầm 8 lít trên 100 cây thôi. Tay nắm cửa mạ chrome, nội thất bên trong rất là đẹp. Nội thất vân gỗ này, ở trên đây là cái dán carbon rất là đẹp luôn anh em thấy không? Chỉ niệm theo xe là vẫn còn nguyên nha anh em. Chưa có một vết gọi là đâm đụng ngập nước gì hết nha. Đó, anh em thấy nè, ốc ấy còn đẹp lắm. 202 triệu nha nè. Đây là mở nắp xăng nè, xăng mở bằng điện luôn. Vô lăng con rất là đẹp, vô lăng củ số đẹp hết nha nè. Đấy, nội thất là hoàn nỉ nhưng mà được bọc da lại rồi, da là cái màu da rất là mới nha. Đây, cột kèo chỉ niễn còn nguyên này, anh em thấy không? Xe rất đẹp nha. 1.6 rất là lợi xăng, chạy tiết kiệm lợi xăng, lành tính. Dòng Carren này lành tính cực kỳ luôn. Bản 1.6 thì nó chưa có túi khí, mà được cái nào nó lành hơn bản 2.0. Bản 2.0 thì nó có cả túi khí nè. Còn anh em là thích lợi xăng thì bản 1.6 nó lợi xăng hơn tí. Đồng hồ báo lỗi đầy đủ nha. Động cơ thì chỉ có 1.6 thôi, phun xăng điện tử. Loa đài đầy đủ như này. Điều hòa ô tô như em thấy, điều hòa ô tô luôn, điều hòa tự động. Anh em chỉnh nhịp cổ độ điều hòa tự động này, số là móc nha em, số dê là móc cầm lùi rất là rõ nét luôn, cầm lùi đầy đủ hết nha em, cầm lùi rồi dẫn đường định vị đầy đủ nha. Định vị dẫn đường này. Con số thì rất là nhẹ nhàng nha anh em, con số nhẹ nhàng cực kỳ luôn, chạy rất là sướng nha. Chạy nó như Rondo á, Rondo đời mới anh em, chạy y chang luôn, không thấy gì hết. Đó. Lái trợ lực này nhẹ nhàng cực kỳ luôn, dòng Carren 1.6 này chạy nhẹ nhàng lắm, chạy nó như dòng Forte rồi đó, chạy nhẹ nhàng lắm. Nguồn kính chính điện này.
Con này màu trắng nè. Anh em mình mua về đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ rất là ok nha. Đấy, kính này. À, được dán phim kích nhiệt One Share rồi nha nè. Gương kính đẹp hết nha. Trần là trần nỉ nha em, trần nỉ bọc ni lông rồi. Đó. Trong đây có một cái hộp để gương nè. Anh em thấy không? Đẹp lắm. Dòng này anh em mua về đi gia đình cũng rất ok nha. Còn là chạy dịch vụ kiếm thêm thì cũng rất là nhanh, lấy lệ vốn nha nè. Bởi vì dòng này tầm tiền rẻ mà 7 chỗ nữa, 0.6 lợi xăng. Đấy. Mấy cái nút bấm anh em thấy còn đẹp không? Rõ nét cần kỳ, tay nó chữa rồi còn đẹp lắm. Định vị dẫn đường này đầy đủ hết nè. Dưới đây có hộp để đồ, khoang để đồ rất là rộng rãi. Giấy tờ đây nè. Kia Carrera 209 nha nè, 1.6 rất là lợi xăng, 1.6 này. 7 chỗ ngồi, đó. 209 này. Gốc thành phố Hồ Chí Minh này anh em là mua về thành phố hoặc là Hà Nội thì đỡ tốn 20 triệu tiền biển chứ em. Hộp để đồ 2 ngăn, trong đây có cổng sạc USB. Đấy, cổng sạc USB này, AUX này với lại cái cổng tẩu sạc điện thoại. Đầy đủ hết nha. Hộp để đồ là vẫn còn đẹp. Hộp để đồ này rộng rãi, tem tiết rồi trong đây còn nguyên. Lên màn hình Android rồi hả? Tắp lô là không có khoan được gì hết nha em hả? Anh em thấy không? Không có khoan được gì hết nha. Đẹp cực kỳ luôn. 1.6 rất là lợi xăng nha em. Lợi xăng lành tính chạy bóc máy em ru. Máy em mà này, máy 0.6 mà. Máy nó hình như là máy 0.6 rất là lợi xăng. Máy bằng với Kia Forte Cerato rồi nè. Đây là lợi xăng và nó êm, chạy cũng mạnh lắm. 7 chỗ này. Có cửa gió điều hòa đằng sau nè anh em thấy không? Nên là khi mà đi trời nắng này là ngồi ở trong xe là mát hết nha, không có chỗ nào mà nóng hết. Tắp bi rồi vẫn còn đẹp hết nha. Chị niễn theo xe là nguyên zin nha anh em, nguyên zin luôn. Đấy. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Đó, cột kèo chị niễn anh em thấy không? Đẹp hết nha. Bao đâm đụng ngập nước cho anh em mình mua về sử dụng đi ngay nha. Đó. Trần là trần bọc ni lông hết rồi, rất là đẹp. Bên trong đây vẫn còn nỉ nha nè, mà người ta bọc da lại rồi, bọc da là cho sạch sẽ. 7 chỗ, rộng rãi, thoải mái lắm. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Cột kèo đó anh em nhìn nè, thẳng tư mà. Nói chung thì xe không có lỗi gì hết nha. Anh em mình mua về là đi thôi. Cua lốp ở trong đây vẫn còn đẹp này. Không mục mọt nha anh em, không mục mọt. Cốp sau là nó có cái nút điện rồi nhấn là mở lên nha anh em. 7 chỗ. Anh em nhìn hàng ghế sau này, hàng ghế sau ngồi rộng rãi cực kỳ luôn. Đấy anh em thấy không? Hạ cái mình có thể hạ cái ghế được xuống này. Hạ xuống sàn một mặt phẳng để bỏ hàng cũng ok, bỏ vali đồ cũng rất là tốt nha anh em. Đó, bỏ xuống rất là sạch sẽ luôn. Sau đây có một cái cổng tổng sạc này. Sạc tẩu. Hàng ghế sau cùng này thì nó cũng có cái hộc để ly với lại để đồ này, hai bên hai có hai cái hộc rất là tiện lợi luôn. Dưới đây có đội mở lốp đầy đủ hết nha anh em. Dưới đây phía dưới một cái miếng nỉ này có một cái đội mở lốp đầy đủ hết này. Đấy anh em thấy không? Ok. Cột kèo thì vẫn còn nguyên, cột kèo đằng sau này. Đấy, nguyên zin hết nha anh em. Chưa đông đụng, chưa mặt nước gì hết nha. 202 triệu nha anh em, bên em bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. Đấy, Kia Carrera động cơ 1.6 thôi. Rất là lợi xăng. Anh em mình mua về là chỉ việc là sử dụng đi ngay thôi nha anh em. Đấy, không phải làm bất cứ một gì thêm nha. Đấy. Gầm bệ đây. Có lốp xe cua nằm dưới đây nha anh em. Đấy, gầm bệ đẹp. Đấy. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, chứ không làm gì thêm đâu. Biển này biển Quảng Bình, anh em nào cần thì rút hồ sơ, bên em rút hồ sơ cho anh em nha. Còn dẹp giá thì bên em bao vận chuyển, còn anh em nào không vận chuyển thì bên em sẽ bao hồ sơ. Đấy, còn bên anh em nào bao hồ sơ thì bên em sẽ không bao vận chuyển nha, một trong hai nha anh em. Đấy, anh em thích cái nào thì bên em làm cho anh em cái đó. Còn anh em nào mà bao vận chuyển mà hồ sơ rút thì thêm 2,5 triệu nữa nha anh em. Đấy, còn giá em bán nó hợp lý quá rồi, chỉ có 202 triệu thôi, Kia Carrera 7 chỗ mà giá lại rất là phải chăng nữa. Mà động cơ dung tích của nó chỉ có 0.6 thôi, phun xăng điện tử thì rất là lợi xăng. Đấy, lợi xăng mình lành tính, phụ tùng là dễ kiếm dễ sửa. Dòng này mua về đi gia đình thì cũng rất là ok.
hoặc là mua gì chạy dịch vụ thì nhanh lấy lại vốn cực kỳ nha anh em. Còn anh em thấy này, cột kèo 4 cánh cửa là anh em thấy này, còn rất là đẹp nha. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ cái gì thêm nữa nha. Đấy. Gầm bệ là chất lịch nè, gầm bệ là không có một tí một mọt nào hết nha anh em. Phần tắp lô này nè, tắp lô rất là đẹp. Cửa gió điều hòa rồi, những cái cụm cửa gió điều hòa này không có tí khoan động hết anh em thấy đẹp không? Đấy, nách cửa này, nách cửa lề cửa là còn sáng trưng đẹp. 202 triệu, cái giá quá hợp lý rồi. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi nha, không phải làm bất cứ gì thêm nữa nha anh em. Đấy. Lề cửa nó rất là đẹp nha. Đây là cái nách cửa bên phụ nha nè, nách cửa bên phụ, phía trước bên phụ nha, đó rất là đẹp luôn. Dòng Karen này thì 1.6 thì chạy chỉ khoảng tầm 7-8 lít trên 100 cây thôi. Đã lên màn hình rồi, cam lùi, cam đầy đủ rồi, thiết bị dẫn đường rồi rồi, sơn xây bên ngoài là đẹp hết rồi nha anh em. Anh em mua về là không phải động chạm bất cứ thứ gì về sơn này. Máy móc thì 1.6 nổ rất là êm nha, nổ thì thầm luôn. Đấy. Máy móc nổ rất là êm nha anh em. Anh em mình mua về là đi thôi, cột kè phía trước rồi còn nguyên. Máy móc của nó thì 1.6 thôi. Máy rất là nhỏ gọn nha anh em, máy rất là nhỏ gọn. Đó. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng thôi. Cột kè đây còn nguyên nha anh em. Máy móc là đóng cabo lại là hầu như không nghe tiếng máy luôn nè, đóng cabo lại là không nghe tiếng máy luôn. Máy nổ rất êm nha. Cabo là vẫn còn nguyên nha anh em. Anh em nào cần thì alo ngay cho em nha. Đấy, máy. Đóng cabo lại đi anh. Đóng cabo lại là hầu như không nghe tiếng máy luôn nha anh em. Tắt máy đi chìa khóa đây mốt. Sơn xi bên ngoài anh em có thể thấy này rất là đẹp nha. Rất là đẹp rồi. Anh em mình mua về là đi thôi, không phải làm bất cứ gì thêm. Sơn xi rất là bóng loáng luôn. Hai khóa mốt theo xe, hai khóa remote luôn. Đấy, mới can nha này, hai cái mới can. Đấy, khóa mở. Kia Karen nha anh em, sản xuất 209 đăng ký lần đầu 2010, động cơ dung tích 1.6 thôi. Rất là lợi xăng. Chạy lần. Đấy, gầm bệ đây nè. Anh em thấy gầm bệ không? Đấy, rất là đẹp nha anh em. Gầm bệ rất là đẹp nha. Anh em mình mua về là đi thôi, không phải làm bất cứ gì thêm nữa nha anh em. Gầm bệ rất là đẹp nha. Đó. Gầm bệ thì không có tiếng mục nữa hết nha, nên là anh em yên tâm. 202 triệu nha, bên em bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha anh em. Đấy, rất là đẹp. Kia Karen sản xuất năm 2009 nha. Anh em nào thiện chí thì alo ngay cho em nha anh em. Đấy, sơn xi bên ngoài rất là đẹp rồi, đồ chơi màn hình lên đầy đủ rồi. Đấy, gầm bệ rất là đẹp luôn. Gầm bệ đây à, anh em thấy không, mức được à, không một tí mục nha anh em. Kia Karen nha anh em. Khám đến tháng 7 năm 2022 nha. Rất là dài, đèn bi đồ đầy đủ hết rồi. Form dáng đẹp nha anh em. Chạy tiết kiệm lợi xăng đầm chắc. Đấy. Anh em nào cần alo ngay cho em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.